Xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên cho tôi gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn một lời chúc bình an, vui khỏe và hạnh phúc. Thưa các bạn, sau đây tôi sẽ gửi tới các bạn với những thông tin mới nhất vừa cập nhật. Đó là nói về một tài xế taxi ở Thanh Hóa kể lại giây phút kinh hoàng tên cướp đã dùng dây là thừng là siết cổ anh. Rất là may mắn anh đã là thoát chết trong là găng tấc. Thưa các bạn, một tài xế taxi ở Thanh Hóa trong đêm đã bị tên cướp dùng dây thừng siết cổ, nhưng may mắn anh đã thoát chết trong là găng tấc. Sau nhiều ngày nằm viện, anh Đặng Quốc Trung sinh năm 1972, trú tại xã Hoàng Cát, huyện là Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vẫn chưa hết là bàng hoàng khi nhớ lại là việc bị kẻ cướp dùng dây thừng siết cổ cướp taxi vào đêm 19 tháng 12 năm 2020. Anh Trung là cho biết á, là tài xế taxi mang biển số kiểm soát là 36A10648 của hãng taxi 36, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 19 tháng 12, anh chở một người khách quen từ thành phố Thanh Hóa lên là xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy là tỉnh Thanh Hóa. Khoảng hơn 19 giờ cùng ngày thì đến nơi và trả khách tại là cầu Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy. Sau đó anh Trung vòng xe lên đường Hồ Chí Minh để trở về là thành phố Thanh Hóa. Khi chạy được một đoạn đến cầu là Cẩm Phong thì gặp một người đàn ông đứng vẫy xe bên đường. Anh Trung nghĩ là khách về thành phố Thanh Hóa nên đã dừng xe hỏi khách. Nhưng vị khách này nói đi về xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, cách đó khoảng là 15 km, với số tiền là vé thỏa thuận là 150.000 đồng. Sau khi lên xe, vị khách liên tục chỉ tay cho tài xế đi vào những đoạn đường vắng người, không có nhà dân và ít người qua lại. Khi đang đi đến là cánh đồng vắng, bất ngờ vị khách bảo anh Trung dừng xe để đi vệ sinh. Khi anh Trung vừa dừng xe là vừa kéo phanh tay thì vị khách lộ ra là một tên cướp bất ngờ từ phía sau đã dùng sợi dây thừng vòng qua siết cổ. Anh Trung cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được và ngất lịm đi. Kinh khủng quá các bạn ạ, quá kinh hoàng luôn. Và tên cướp tưởng anh Trung đã tử vong nên mới nới lỏng sợi dây thừng. Sau một lúc mê man, anh Trung hồi tỉnh và dùng hết sức kéo tuột sợi dây thừng. Tên cướp thấy anh Trung tỉnh lại vội lấy hai tay siết sợi dây thừng thêm vào cổ, sau đó dùng tay đấm vào mặt anh Trung. Với bản năng sinh tồn, tôi đã cho tay vào cổ kéo sợi dây thừng trượt lên cho cầm để thở. Lúc này tên cướp vừa kéo chặt dây thừng vừa vào cổ tôi, vừa liên tục đấm vào mặt tôi và chọc ngoáy tay vào là mũi tôi, anh Trung kể lại. Và trong quá trình giằng co, anh Trung đã nhiều lần cắn vào tay, túm tóc là tên cướp và giật mạnh về phía trước, hòng là chạy thoát thân. Khi tên cướp bị thất thế, anh Trung đã ngửa ghế lái, mở cửa chạy ra ngoài. Tên cướp tiếp tục đuổi theo đánh anh Trung và vật lộn với nhau lăn xuống vệ đường. Trời ơi, đây không khác gì là một cái bộ phim hành động luôn các bạn. Đúng, anh kể lại, công nhận một vụ việc cướp bóc xảy ra mà giống như trong một bộ phim. Và bất ngờ phát hiện có chiếc xe tải đi ngược chiều lại gần, tên cướp đã buông anh Trung và chạy biến mất vào đêm tối. Sau đó anh Trung lái xe dưới sự dẫn đường của tài xế xe tải chạy gần 5 km ra tới là khu dân cư. Anh Trung được người dân đưa tới trạm y tế để cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc với cơ quan công an. Sau khi được điều trị tại bệnh viện là huyện Cẩm Thủy, anh Trung được là chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Anh Trung cho biết tên cướp là cao khoảng 1m7, nặng 65kg đến 75kg và khoảng 25 đến 27 tuổi. Nhiều khả năng tên cướp là người địa phương hoặc đã từng qua lại nơi này nên rất thông thạo đường đi lại ở địa bàn là xã Cẩm Quý. Và ông Hòa Văn Sử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Quý xác nhận sự việc trên và cho biết hiện vụ việc đang được công an xã phối hợp với công an huyện Cẩm Thủy để điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng để xử lý là theo là quy định pháp luật. Các bạn thấy ghê không? Một tên cướp quá manh động ha. Mà may mắn là rất may mắn cho là anh tài xế taxi này, vì anh cũng đã là dùng
những cái thế mưu mẹo để anh cố gắng vùng vẫy mà thoát chết khỏi tay của tên cướp. Tại vì tên cướp này là cao to, cao đến 1m70 và nặng đến 65 đến 70 kg lận, nên là anh thoát chết trong gang tấc. Đây là một vụ việc và tôi cũng xin là chúc mừng anh là thoát nạn đó, nên là rất nguy hiểm. Cũng vì là cơm áo gạo tiền, những anh xe ôm cũng đã là bị những tên cướp sát hại rất dã man, rồi là những người lái chạy xe taxi cũng vậy. Và đây là một vụ thứ hai nữa tại thành phố Hồ Chí Minh, người phụ nữ lớn tuổi tử vong khi là rơi từ tầng cao chung cư. Chiều ngày 25 tháng 12, công an quận Thủ Đức phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ lớn tuổi bị rơi là tại khu chung cư. Nhận được là xác định tên của người này là tên H, 63 tuổi, quê ở An Giang. Bà H sống cùng người thân tại chung cư này cùng gia đình được một thời gian. Trước đó thì khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cư dân sống tại là khu chung cư nằm trên đường D2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì phát hiện bà H rơi từ tầng cao của là block A1 xuống đất nằm bất động. Khi đến là kiểm tra, nạn nhân đã tử vong nên người dân vội trình báo cơ quan chức năng để xử lý. Và nhận được tin báo thì công an quận Thủ Đức đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân là vụ việc. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã được xử lý. Theo người dân, bà Hát có một số bệnh và bà vừa là từ bệnh viện về nhà nghỉ ngơi được vài hôm. Nguyên nhân vụ việc thì đang được là điều tra làm rõ. Thì các bạn cũng đã biết rồi đó, là ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây là rất nhiều người phụ nữ trung tuổi đã là nhảy cầu, nhảy lầu, rơi từ là lầu cao tự tử. Và kinh khủng nhất là có một phụ nữ mà rơi từ trên lầu cao xuống mà đứt lìa đầu ra khỏi thân luôn. Đó là vì là kinh khủng đó. Và có một luật sư cũng là tự tử vì là bệnh trầm cảm. Sao mà ngày hôm nay các thành phố lớn cũng rất là nhiều là người là nhảy lầu tử vẫn, không biết lý do gì, nhưng đa số là công an điều tra ra thì đa số là bệnh tâm lý đó, bệnh tâm lý tâm thần đó, rồi trầm cảm đó. Sống cuộc sống xã hội càng ngày nói chung là áp lực cuộc sống, rồi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nó rất rất chi là đè nặng, nên là nhiều người chịu không nổi nên phải đành là tìm đến cái chết. Và tôi cũng rất là cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành theo dõi kênh của tôi. Tôi cố gắng cập nhật những thông tin nhanh và nóng nhất để gửi tới kịp thời cho quý vị và các bạn nắm bắt được những cái thông tin bổ ích, nhất là những cái thông tin là về an ninh trật tự trong nước. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và tạm biệt.